nguy cơ hàng đầu dẫn đến tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Phạm Ngọc Nương, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long để cùng trao đổi rõ hơn về vấn đề này. À, thưa bác sĩ Nương, trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề sinh non, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng sinh non, thưa bác sĩ Nương? Các bà mẹ cũng biết, tức là sinh non, người ta định nghĩa sinh non tháng là khi cái tuổi thai của nó dưới 37 tuần tuổi thai. Yeah. Còn cái nguyên nhân sinh non tháng ấy, yeah, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là nguyên nhân từ bà mẹ, thì bà mẹ có thể là do bệnh lý từ bà mẹ, bệnh nhiễm trùng cấp tính. Yeah. Hoặc là ngay cả nhiễm trùng mãn tính cũng có thể dẫn đến sinh non. Thứ hai nữa là có thể là nguyên nhân từ cái bào thai, thì chúng ta thấy là cái bào thai, ví dụ như bào thai không được nuôi dưỡng đầy đủ đó, hoặc là đa thai, hoặc là đa ối, hoặc là thai có dị tật, vân vân, tức là những cái dấu hiệu đó thì đều có thể là gây ra sinh non. Hoặc là trong những tháng mà cuối thai kỳ, tức là 3 tháng cuối thai kỳ đó, tức là khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9, những cái cương tháng đó, thì bà mẹ có thể là bị một cái tác động nào đó rất là mạnh từ bên ngoài, ví dụ như là bị làm nặng, hay là bị va chạm, bị té, vân vân, thì cũng có thể là dẫn đến sinh non. Dạ, thưa bác sĩ Nương, ở những trường hợp mà sinh non tháng thì có những nguy cơ rủi ro nào có thể xảy ra? Tức là em bé, đúng ra em bé phải nằm ở trong bụng mẹ cho đến 9 tháng 10 ngày. Yeah. Ừ. Thì em bé ra mới tốt. Yeah. Còn cái này là nó phải ra đời vì một lý do gì đó mà nó phải ra đời sớm hơn, thì chúng ta biết rồi, thì chắc chắn là em bé nó sẽ có nhiều rủi ro. Tại vì chúng ta thấy là tất cả những cơ quan của em bé đều chưa hoàn chỉnh hết. Ừ. Cái cân nặng của em bé cũng bị thiếu. Ừ. Rồi cái hệ hô hấp nó cũng rất là non trẻ. Và cái hệ tuần hoàn nó cũng như hệ nội tiết, thận gan và các cái chức năng của nó là đều chưa có hoàn chỉnh hết, cho nên là chúng ta thấy cái nguy cơ thứ nhất đó, là em bé nó sẽ nguy cơ về hô hấp, em bé nó sẽ thở không đều, nó có những cơn ngưng thở và tiến tái. Và cái thứ hai nữa đó là cái chức năng gan của nó chưa có tốt, cho nên là nó có thể là nó bị xuất huyết, và mình sợ nhất là cái xuất huyết não, thì nó gây ra cái ảnh hưởng sau này cái di chứng não của em bé. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nương thì rõ ràng chúng ta thấy vấn đề sinh non là một vấn đề khá là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ sau này. Như vậy thì có những biện pháp nào để chúng ta có thể phòng ngừa cũng như là chúng ta có thể kịp nhận biết dấu hiệu sinh non tháng hay không? Thì chúng ta để mà chúng ta biết những cái rủi ro rất lớn cho em bé sinh non tháng vậy, thì chúng ta phải biết phòng ngừa. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là phòng ngừa từ bà mẹ, tức là trong lúc mang thai đó, thì bà mẹ cần phải đi khám thai đó, đi khám thai đúng như bác sĩ sản khoa người ta khuyến cáo, tức là mình phải khám thai để mình coi cái bào thai em bé mình nó có phát triển bình thường hay không, nó phát triển tốt hay không, cái thai nó có khỏe mạnh hay không. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong ăn uống thì bà mẹ nên ăn uống đầy đủ, tại vì lúc này mình ăn cho hai người, mình ăn cho mình và mình ăn cho em bé nữa đó, cho nên là ăn uống phải đầy đủ cái, và đặc biệt đó, bà mẹ cái tinh thần bà mẹ phải rất là thoải mái. Dạ. Còn ở những trường hợp sinh non trẻ bị sinh thiếu tháng thì chúng ta có cần lưu ý những điều gì để có thể chăm sóc cũng như là bảo vệ tốt sức khỏe của cả mẹ và bé không? Thường là nếu em bé non tháng mà cái cân nặng nó thường từ 2kg, được 2kg trở lên, thì sau đó là các bác sĩ người ta cũng có thể là cho mình về mình tự chăm sóc. Thì mình nếu mình tự chăm sóc ở nhà thì chúng ta thứ nhất là chúng ta nên cho bú sữa mẹ, và lúc nào cũng giữ ấm em bé, và theo dõi cái bú của em bé, ngủ của em bé tốt hơn. Nếu mà có vấn đề gì đó mà chúng ta không yên tâm thì chúng ta đến cơ sở y tế liền. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ Nương trong chương trình hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn.